Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 6 năm 2021, khu vực tỉnh đang hình thành hai trạng thái thời tiết, ban ngày trời nắng với nền nhiệt phổ biến khoảng 31 đến 33 độ, còn khu vực phía bắc của tỉnh với mức nhiệt cao hơn khoảng 2 độ. Trong khi đó, vào thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác tập trung ở các vùng ven biển của tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng như sấm sét, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, thời tiết mát mẻ về đêm. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió tây nam cấp 4, giật cấp 5, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 6 năm 2021, mực nước cao nhất 370 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 0 cm, xuất hiện lúc 21 giờ.